Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Sin City. Và mình là Cindy. Nhờ mọi người quen mình gọi mình là Sin đúng không? Hôm nay chúng ta sẽ làm video Much Favorites, tức là những món mà mình đã yêu thích trong tháng vừa rồi. Mình mong là video này sẽ lên kịp lúc hôm nay mình quay là đã là ngày 30 rồi. Hy vọng là không tốn quá nhiều thời gian để edit. Sẽ không nói dông dài nữa vì mình có rất là nhiều sản phẩm để nói ngày hôm nay, cho nên chúng ta hãy bắt đầu nghe nhé. Về makeup, sản phẩm đầu tiên mình phải nói tới đó là sản phẩm của By Terry Anti Wrinkle Blur Bronzing Serum Firming Perfector. Nó không phải là sản phẩm tan nhưng mà nó kiểu như là một cái lớp lai lai giữa dưỡng tinted moisturizer, nhưng mà độ che phủ của nó thì thật sự là không có, thôi nó rất là sheer nhưng mà rất là lạ. Nó gọi perfector nghĩa là khi mà các bạn thoa lên thì da nhìn kiểu khỏe hơn hẳn, da nhìn nói chung là đẹp và mượt mà lắm. Nó không phải là make up nữa. Thật sự mình thích điều đó. Mình rất là ghét kiểu như là xài foundation hay là make up nền trên da. Cho nên cái này là sản phẩm hoàn hảo của mình. Và đặc biệt là nó có những cái chất chống lão hóa trong đây. By Terry là một nhãn hàng khá là đắt. Chai này là đúng là cắn răng mà mua luôn. Nó rất là kiểu như là đầm thấm và sang chảnh, nó có hiệu quả nhưng mà không phải là kiểu đập mắt á. Đây là một trong những sản phẩm mà mình yêu thích nhất. Sản phẩm thứ hai liên quan đến da mình yêu thích đó chính là chai Mist and Fix của Makeup Forever. Chai này là mình pick up khi đi Sephora. Khi mà tới cái quầy mà tính tiền, các bạn biết là chỗ đó nó hay để mấy cái chai nhỏ nhỏ thì khách hàng rất hay bị dụ nha, mà mình cũng là một trong số đó. Thì mình mua cái chai này, mình thì nghiện xài Fix Plus, kiểu như xịt để giữ lớp makeup nè, xịt trước khi makeup nè, xịt giữa ngày rồi này nọ để cho nó refresh lớp makeup của mình hoặc là refresh da. Thì cái này cũng giống như vậy, nhưng mà mình thấy là Fix Plus kiểu như nó dewy hơn, nó refreshing hơn, còn cái này thì đúng nghĩa là kiểu như nó fix hơn á, có nghĩa là nó giữ cái lớp nền mình lâu hơn. Yes. Bây giờ mình qua makeup nha. Thì kế tiếp đó chính là concealer của The Sam. Thật sự mà nói luôn là dạo này mình chỉ dùng tới cái này, hoặc là lâu lâu thì mình đổi qua cái Ultra HD Makeup Forever. Nhưng mà thật ra mà nói thì cái này là mình dùng hàng ngày luôn á. Nó giống như là cái NARS concealer, cái creamy concealer, nhưng mà nó rẻ hơn quá nhiều. Mà thậm chí mình thấy là nó cover cái độ che phủ của nó còn tốt hơn là của NARS nữa. Chỉ có điều là cái color selection á, là cái bảng màu của nó thì không có tốt, nó chỉ có một vài màu thôi. Trong khi NARS thì đó là một trong những thế mạnh của NARS là có rất là nhiều màu, thích hợp đến rất là nhiều loại da, tông da này nó khác nhau. Còn cái này thì kiểu như rất là kén. Mà nói chung là mình cũng may mắn là mình sử dụng cái màu 02 khá là hợp, chỉ để cho cái vùng dưới mắt và một tí trên mũi. Kế tiếp chúng ta hãy nói về một cái blush mà mình yêu chết đi được. Nó nhìn như thế này là kiểu như là Dusty Rose, kiểu như màu hồng hơi trầm một tí á. Đây là màu Camel Blush Number 2 Light Glow. Tán lên da thì nó tán cực kỳ mịn luôn, cực kỳ mượt, mà nó kiểu sheer ra, không phải sheer kiểu như không thấy màu, nhưng mà nó vẫn có màu mà nó sheer, nghĩa là nó đều tán màu trải đều lên và nó rất là đẹp, kiểu như nhìn như là da đang ửng hồng nè. Trời ơi, đẹp cực kỳ đẹp luôn. Cái này thật ra là mình mua một cái set thì nó nằm ở trong đó. Để mình lấy lên một tí nè. Mình ít khi nào mà đánh má hồng vào tới tận đây lắm, nhưng mà mình thấy là cái màu này kiểu như nó rất là hợp để đánh vào tới tận đây á, kiểu như là đang ửng hồng, cái má ửng hồng lên vậy. Ok, sản phẩm kế tiếp đó chính là eyeliner. Đây là cái mà mình không nghĩ là bao giờ là mình có thể thích hết. Đó là cái eyeliner của NYX, là Vivid Bright, màu Vivid Violet. Đây là cái eyeliner mình đang dùng. Kiểu oh my god, mình cực kỳ thích cái này tại vì mình nghĩ là nó đi rất là hợp với là màu mắt nâu của mình, đặc biệt là cái chất đi cực mượt luôn và cái cọ thì cực kỳ mảnh mà không có bị patchy nha. Kiểu cái eyeliner mình vẽ ngày hôm nay là mình đi một nét thôi chứ không có bị patchy hay gì hết. Màu thì rất là đậm nữa chứ không phải bị loang lỗ, tại vì thường thì những cái eyeliner mà màu mè này thì rất là dễ bị cái trường hợp đó. Kế tiếp là skincare. Cái đầu tiên mình phải nhắc tới đó là chai toner của Dear Claire's. Nãy giờ thì mình kiểu bị dính với lại cái toner của Pixi Glow Tonic, tại vì nó có AHA trong đó và rất là dịu nhẹ nữa, cho nên da mình cũng rất là thích cái đó. Nhưng mà dạo gần đây thì mình muốn thử một cái loại toner mà dùng ấm nhiều hơn á, kiểu như vậy cho da căng hơn, mịn hơn. Dạo này mình rất là thích cái kiểu đó. Đó là cái Supple Preparation Facial Toner, và mình cảm nhận là cái
Hãng này có những thành phần rất là dễ chịu cho da, nó có một cái mùi kiểu như mùi thảo mộc rất là dễ chịu luôn. Bạn nào không thích mùi cũng đừng có lo, tại vì khi mà chúng ta vỗ lên da thì cái mùi sẽ biến mất hoàn toàn. Và nhìn thì cảm thấy khá là đặc á, nhưng mà khi mà chúng ta vỗ lên da thì chị thấy là da hấp thu hết hoàn toàn, nó thấm hẳn vào da và da căng lên á và mịn nữa, chứ không có kiểu như là bị dính trên da. Và cảm giác rất là thích, kiểu xài thấy cực kỳ sướng luôn. Và mình nghe nói tại vì mình chưa xài lâu tới mức có thể kiểm mình điều này, nhưng mà nó có rất là nhiều cái dưỡng chất mà chống lão hóa rất là tốt cho da nữa, cho nên yes. Và cái chai này rất là nhiều, nghĩ là xài cũng sẽ được rất là lâu, quan trọng là lại rẻ nữa. Món kế tiếp, vì mình lấy tới 5 sản phẩm của Declares lận, thì trong đó có một cái chai gọi là Rich Moist Soothing Serum. Mình ghét cái từ moist, mình nghĩ là một trong những cái từ tệ nhất trong tiếng Anh luôn, nghe thấy gớm. Nhưng mà mình bị dính với cái từ rich, nghe từ rich kiểu như là mình cảm giác như là nó rất là nhiều dưỡng chất. Nó là một cái serum là để dưỡng ẩm, kiểu như là dưỡng ẩm chuyên sâu á, chỉ nói chung là chỉ là tập trung vào dưỡng ẩm mà thôi. Và ở khí hậu khô như thế này thì mình rất là cần dưỡng ẩm nhiều, cho nên mình nó kiểu như cũng đặc như vậy nè, kiểu hơi gel type một tí. Nhưng mà khi mà chúng ta apply lên da ban đầu, các bạn sẽ cảm nhận là nó rất là rich, đúng nghĩa như tên luôn á. Sau đó chúng ta thoa đều lên da, để một tí thôi mình bị sốc á, tự nhiên nó thấm hẳn vào da và da sau đó nó mượt tinh khủng luôn, mát hoàn toàn, chứ không còn bị dính hay là cảm giác còn nhờn nhờn trên da gì hoàn toàn không có luôn. Mà mình bị sốc là da nhìn cực kỳ glowy, bóng bẫy và được căng lên, đúng là kiểu hàng á. Vậy nên mình nghĩ là những bạn mà da khô á, mà bị da dầu cũng sẽ rất là thích, tại vì như mình nói là nó thấm hoàn toàn vào da và nó làm cho da thậm chí là có cảm giác như là hơi lì một tí vậy đó. Trên bao bì cũng nói là nó controls oil, và mình thích nữa nó là vegan product và những thành phần rất là dịu nhẹ cho da, rất là an toàn cho da. Tiếp theo cùng ở skincare đó là kem dưỡng da của And Other Stories. Đây là Cashmere Hydrating Cream. Mình đã post một bài trên Instagram về em này rồi. Khi mà mình mua, mình cũng không có mong đợi gì to tát ở nó hết, kiểu như là dưới 10 euro á. Và khi mình xài, nó mịn cực kỳ luôn, và nó thấm hẳn vào da, nó không có kiểu gây nhờn dính khó chịu gì hết, nhưng mà nó lại cực kỳ dưỡng, kiểu như là dưỡng ẩm rất là tốt. Nói chung là cho một cái kem dưỡng với giá thành như thế này, thì khi mà xài kem dưỡng thì mình không có expect là chống lão hóa gì nó cao cấp, sứ mệnh cao cả hết, chỉ là mình chỉ mong là nó dưỡng ẩm thôi. Tại những cái khác thì mình sẽ bổ sung vào các phần treatment hay là serum hay là essence này nọ. Còn cái phần mà kem dưỡng thì chỉ phải quan trọng là dưỡng ẩm cho mình, không làm da mình khó chịu, cho bề mặt da mướt và mịn, thì cái này hoàn toàn làm được hết. Cuối cùng về skincare đó chính là cái For Real Luna Play. Oh my god, mình có Clarisonic Mia 2, cho nên mình nào giờ không có để ý tới For Real cho lắm. Nhưng mà cho tới khi mình kiểu như là lúc nào mình cũng lưỡng lự có nên mua hay không, tại vì nghe nó hype nhiều quá này nọ. Thì đợt Christmas mình được roommate của mình tặng cho cái này. Nó nhỏ gọn cực kỳ luôn, và xài thì rất là dịu hơn Clarisonic rất là nhiều. Và mình cảm thấy là nó khá là hiệu quả, tại vì khi mà xong thì da rất là mượt và rất là láng á. Và mình khi mà mình apply skincare thì mình thấy là dưỡng chất thấm rất là nhanh, cho nên mình rất là thích mình xài nó kiểu như là một lần một tuần. Cái khuyết điểm của em này đó chính là nó chỉ xài được tầm cỡ 100 lần mà thôi. Tại vì sau 100 lần đó bạn không thể nào xài được, bạn phải quăng nó đi. Tại vì nó là kiểu như tiêu chí là nhỏ gọn và để đi travel thôi á. Nhưng mà mình cũng không có cảm thấy là ra nếu mình chia giá tiền ra cho 100 lần đó kiểu thì thấy nó cũng không có mắc đến như vậy. Và đặc biệt mình ưng cái là đem đi du lịch rất là tiện lợi nữa, nhỏ gọn, không có nặng này đâu. Mình mỗi lần mình muốn đem Clarisonic mình rất là bực mình luôn. Cho nên cái này win-win. Kế tiếp thì đó chính là em này. Đây là Shave Gel, có nghĩa là gel cạo lông dạng gel, nhưng mà khi chúng ta bóp ra, chúng ta thoa lên da thì nó lại tạo bọt lên, tạo bọt rất là tốt luôn, rất là dày. Khi mà cạo thì cái đường cạo rất là mượt, kiểu rất là mịn và mượt, có đi một đường thôi. Mà giá thành lại rất là rẻ nữa, một chai xài rất là lâu nữa. Hồi đó thì mình xài cái balm của EOS, nhưng mà mình thấy thực sự là cái này tốt hơn nhiều. Cho nên nếu các bạn có thể thì hãy tìm ngay là cái chai này nhé. Kế tiếp là cái eye serum của The Ordinary. Mình nghĩ là dạo gần đây thì cái hãng này rất là nổi. Nó là cái caffeine solution 5% with EGCG.
mình không biết đó là gì hết. Nói chung nó là một dạng eye serum thấm rất là nhanh. Mình không hẳn là biết là nó có giúp cho quầng thâm hay không. Mình ngủ nghỉ rất là tệ, cho nên mình cũng chẳng hy vọng là cái kem nào có thể giúp mình điều đó hết. Mà em này thì giúp cho cái kiểu mà puffiness rất là tốt luôn. Dạ bị bỏng á, bị sưng mắt á, tại vì mình không ngủ như vậy thì mắt nó cũng rất là sưng. Thì mình xài buổi tối và buổi sáng luôn đều được và mình cảm giác là rẻ tiền mà lại có hiệu quả nữa, cho nên mình rất là thích. Kế tiếp là dầu gội đầu. Đây là cái dòng mới của Garnier, đó là Garnier Response Maple Remedy with Castor Oil and Maple Sap Extract. Kiểu như rất là rẻ, nhưng chỉ có 2 đồng mấy mà thôi. Tóc mình rất là nhiều cho nên mình xài dầu gội đầu rất là hao, nhưng mình càng rẻ càng tốt. Sau khi xài một vài lần thì mình cảm thấy ưng cực kỳ, tại vì nó sạch, làm cho da đầu cảm thấy rất là sạch mà lại không bị khô nữa. Và tóc thì rất là mượt và mùi thì cũng khá là dễ chịu nữa, cho nên nói chung là cái gì cũng ưng hết. Ok, kế tiếp là nước hoa. Đây là Black Opium của Yves Saint Laurent. Ngoài sao cái chai rất là đẹp luôn, và mùi là kiểu cực kỳ sang luôn. Hơi ngọt một tí nhưng mà nó lại rất là sang, chứ không phải là kiểu như là ngọt mà cái khó chịu á. Nó có những cái nốt trầm trong đó lôi cái nước ngọt xuống. Lý do mình thích nó đó là khi mà mình xài nó thì bạn trai mình kiểu em xài cái gì mà thơm vậy. Hoặc là chung là khi nào mình xài nó thì mình hay được hỏi là mình xài nước hoa gì mà thơm vậy. Mình cảm giác như là cái mùi này nó thu đàn ông hay sao. Khi mình xài mùi này lúc nào những cái người mà hỏi mình xài nước hoa gì cũng là đàn ông hết. Và bây giờ chúng ta chuyển qua fashion. Thì một trong những cái mình yêu thích nhất tháng này đó chính là cái đồng hồ của The Fifth. Nào giờ thì các bạn biết là mình thích đồng hồ của Daniel Wellington, nhưng mà khi mà mình có cái The Fifth này thì mình hơi sao nhãng Daniel Wellington một tí rồi. Tại vì cái thứ nhất là trong cái hộp mà mình có thì có tới 2 sợi dây, từ một cái dây da như thế này và một cái dây lì á, chứ không phải là da hơi bong bóng như thế này. Đây là cái style tên là Brooklyn, thì nó kiểu như là all black hoàn toàn, tất cả mọi thứ là đều đen như thế này hết. Và cái chữ The Fifth màu trắng, như cả kim này nọ cũng màu đen luôn. Đeo lên thì nhìn rất là men. Size nó như thế này và mình cảm thấy là nó to nhưng mà nó lại khá hợp với lại mình á. Tại vì cái mặt này của nó thì nhìn khá là mảnh. Một trong những thứ mà mình thích nó hơn Daniel Wellington đó chính là khi mà mình xài Daniel Wellington á, mà mình muốn thay dây á, mình kiểu khá là bực á, phải lấy cái đầu chọc cho nó, cái chọc cái lỗ rồi. Nói chung là rất là phức tạp và dễ bị mất nữa. Còn cái này thì ngay ở đây của nó có một cái bấm như thế này mà mình chỉ cần bấm nó sẽ rơi lên ngay lập tức. Mình chỉ việc thay dây mới vào thôi, cho nên rất là tiện lợi. Cái hộp cũng rất là đẹp nữa, mình nghĩ là mình đã nói trên Snapchat rồi. Nhìn xa hơn cái hộp của Daniel Wellington rất là nhiều. Mình vẫn rất là yêu thích Daniel Wellington nha. Chỉ là dạo này mình bị cảm nắng nhẹ cái em này. Món cuối cùng, ta-da! Đó là em Flyknit Razor. Nó nằm trong wishlist của mình rất là lâu rồi và cuối cùng cũng có được em nó. Các bạn biết là mình thích sneakers theo cái kiểu mà trắng và đen, mình không thích màu mẹ gì hết. Thì nó như thế này và đế cực kỳ nhẹ. Và đây là dòng Flyknit, cho nên các bạn thấy là nó kiểu như đen như thế này nè. Mang nhẹ như là không mang gì cả, cực kỳ nhẹ và cực kỳ êm luôn. Tại vì nó mũi thun như vậy và nó ôm gọn vào chân luôn, cho nên mình nghĩ là những bạn nữ mang rất là đẹp. Dáng của nó là rất là fashion nữa nha, chứ không hẳn là thiên về mặt vận động quá hay là thể thao quá. Vậy là đã kết thúc video March Favorites của chúng ta ngày hôm nay rồi. Vậy những món mà các bạn yêu thích của tháng 3 là gì, hãy chia sẻ với mình trong một comment ở phía dưới nhé. Nếu các bạn thích thì hãy like, còn nếu các bạn chưa subscribe thì hãy subscribe cho mình nhé. Và hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp. Bye. My bed sheets smell like you, every day discover something brand new.